ấy mượn chuyện biển đảo để phê phán đại tướng Lê Đức Anh không? Ngày 22 tháng 4 năm 2019, đại tướng, nguyên chủ tịch nước Lê Đức Anh đã từ trần, hưởng thọ 99 tuổi. Trong tuần qua, giới chống đối đã tận dụng những sự kiện này để công kích cá nhân cố lãnh đạo, đồng thời bôi nhọ, hạ uy tín, hạ niềm tin của người dân vào nhà nước. Các hoạt động tuyên truyền của họ bao gồm bốn hướng chủ đạo. Thứ nhất, Họ nhắc lại những tin đồn hoặc những định gây ra tranh cãi về cuộc đời, sự nghiệp của đại tướng Lê Đức Anh như việc ông khai mang lý lịch để vào đảng. Ra lệnh binh sĩ không nổ súng khi Trung Quốc chiếm đảo Gạc Ma vào năm 1988. Và được cho là người bảo trợ chính cho cựu thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng trích bài phỏng vấn Cù huy Hà Vũ trên VOA. Thứ hai, khi ông Lê Mạnh Hà, con trai đại tướng Lê Đức Anh, viết một status trên Facebook về việc đại tướng Tư Trần Giới chống đối đã đồng loạt dùng chức năng bày tỏ cảm xúc của Facebook để chế nhạo status đó. Cụ thể, Chu Hồng Quý đếm rằng, sau 21 giờ, status đó có 1.589 ha 836 lượt thích, 325 lượt buồn, 93 lượt yêu, 38 lượt wow và 29 phẫn nộ trên tổng cộng 2.911 người bày tỏ cảm xúc và 423 comment chửi bị xóa trên tổng cộng 463 comment. Thứ ba, họ tuyên truyền rằng khi thế hệ lãnh đạo cũ trưởng thành từ chiến tranh qua đời, thế hệ lãnh đạo mới sẽ thiếu tính chính danh, dẫn đến sự suy yếu của chính thể. Thứ tư, Chu Vĩnh Hải tung tin rằng Đại tướng Lê Đức Anh có một khuôn viên rộng 4.000 mét vuông ở quê nhà thừa Thiên Huế, nên có thể sẽ được an táng tại đó trong khi đất nước vẫn còn nhiều cháu bé đói khác trong hướng tuyên truyền này Chu Vĩnh Hảo định tái hiện một sóng truyền thông về phần mộ diện tích lớn như từng xảy ra trong tang lễ của chủ tịch nước Trần Đại Quang sau khi xem xét vấn đề chúng tôi xin đưa ra ba ý kiến thứ nhất trong cuộc tranh luận về diễn biến của trận hải chiến gạc ma đã có nhiều người đưa ra bằng chứng để khẳng định rằng cấp chỉ huy trận này chỉ ra lệnh không được bắn trước chứ không phải lệnh không được bắn Bằng chứng đầu tiên là việc binh sĩ Việt Nam được phát vũ khí đầy đủ và đã bán trả để tự vệ, khiến phía Trung Quốc có 9 người chết và 13 người bị thương, trong khi Việt Nam nhìn giữ được bãi đá Colin. Bằng chứng thứ hai là ngay sau trận đánh, nhà nước Việt Nam đã mạnh mẽ lên án việc Trung Quốc xâm phạm chủ quyền lãnh thổ của Việt Nam. Từ đó đến nay, lượng điểm đảo mà Việt Nam chiếm giữ được chỉ tăng lên chứ không giảm đi. Cụ thể chỉ một tháng sau trận gạt ma, Việt Nam đã dùng máy bay Su-22, yểm trợ công binh, chiếm lại bãi đá đen đao, khiến Trung Quốc không dám nổ súng ngăn cản. Sau đó, Việt Nam chiếm được thêm 10 bãi đá trong giai đoạn 1990-2008 và 18 bãi đá trong giai đoạn 2008-2014. Theo báo cáo của chính phủ Mỹ, thì vào năm 2015, Việt Nam đã kiểm soát 48 điểm trên quần đảo Trường Sa, cao gấp đôi so với năm 1990. Trong khi đó, ở quần đảo Trường Sa, Trung Quốc chiếm 8 điểm, Đài Loan chiếm 1 điểm, Philippines chiếm 8 điểm, Malaysia chiếm 5 điểm. Qua những con số trên có thể thấy, Việt Nam kiên quyết bảo vệ chủ quyền lãnh hải và đã đạt được nhiều thành tựu thuộc lĩnh vực này trong thời Đại tướng Lê Đức Anh mượn chuyện biển đảo để phê phán đại tướng Lê Đức Anh là không hợp lý. Thứ hai, Chu Vĩnh Hải đã đưa ra một phỏng đoán sai sự thật khi viết rằng đại tướng Lê Đức Anh được an táng trong một khuôn viên rộng 4.000m2. Ngày 28 tháng 4, các báo chính thống đã đưa tin rằng đại tướng sẽ được an táng trong một ô mộ thông thường tại Nghĩa Trang, thành phố Hồ Chí Minh, bên cạnh các trung đội. Ngoài ra, Chu Vĩnh Hải nên nhớ rằng, theo quy luật kinh tế thị trường, gia đình đại tướng có toàn quyền sử dụng khu đất riêng của họ dù việt nam có còn nhiều cháu bé nói khác hay không thứ ba cách hành xử của giới dân chủ trên trang facebook của gia đình người đã khuất phản ánh nhân cách của họ họ đã chứng minh rằng kẻ hô hào nhân quyền chưa chắc đã biết tôn trọng sự sống